Thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị đến với phần biểu diễn chào mừng của các bạn thí sinh của trại hè âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh 2017. Mở đầu cho tiết mục ngày hôm nay sẽ là tập tấu guitar Inferno Nocturno của nhà soạn nhạc Piazzolla với phần biểu diễn của Nguyễn Cảnh Hiếu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mm-hmm.